Mình đang đi trên đường Phó Phát và mình muốn rẽ trái. Cái tàu điện nó cũng đang đi trên đường Phó Phát đúng không? Nó có cái biển giống mình. Tàu điện đi đầu tiên. Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề thi tiếp theo nhé. Ở đây mình thấy có chữ côn dung. Côn dung là thuốc. Rồi. Thì ở bên dưới là cái này là ba đáp án đều đúng. Đúng không? Đường hơi chật. Xe bút đang xin xi nhan. Ở đây thì mình thấy là bút có chữ Svenker là đúng rồi, nguy hiểm. Rồi người ở đằng sau thì bút có thể đi vào xe phá ban nguy hiểm. Sao? Tức là mình thấy có chữ là mình muốn một cái submachiner vượt. Kiểu submachiner đằng sau thì nó có đồ báu, đồ cả cái máy móc, các thứ lên kênh. Mình phải tính toán cái gì? Thì mình vượt mình tính toán cái gì? Thì cái này là họ nói là hệ thống ánh sáng có thể bị bẩn, thì đến đây là mình đã thấy nguy hiểm rồi. Rồi họ nói là cái submachiner, đáp án hai là cái submachiner này đó, cái tốc độ của nó rất là chậm, mình khi nào vượt được là sai. Rồi khi mà vượt đấy à, khi mà nó rẽ thì đồ ở trên ăn bao cái rệt nó Abby can khán ăn bao cái restaurant cơ, tức là cái đồ ở trên 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 xe nó cũng Đánh đánh ra đành đành theo đúng không, đành nguy hiểm, nói chung tức nguy hiểm. là nó cũng nguy hiểm, có chữ Sven cơ là nguy hiểm rồi. Mình phải tính toán cái gì nếu đứng trước mình có một cái xe tải nó rẽ phải thế thôi. Và cái xe tải thì bao giờ cũng nguy hiểm, là mình thấy là trước khi rẽ thì nó có chữ Ausfahren là khi nào nguy hiểm rồi. Còn nó ọt nên bên phải thì không có gì để nói, thì tốc độ của nó đột nhiên giảm mạnh thì cũng nguy hiểm. Câu hỏi này hình như là có vượt lên anh xe đạp này không thì phải. Chất này là vượt thế nào được? Thì ở đây là đáp án ba đúng đi. Tôi không vượt nữa. Vượt anh xe đạp. Mình ở gần Kinder và Kinder chơi ở trên chỗ Khiêu Vách, tức là đường đi bộ ấy, chơi ở đó. Thì mình phải chú ý cái gì? Unfe endet weiterfahren là sai rồi, không làm gì cả, đi tiếp thì sai rồi. Mình phải lăn dầm, đi chậm lại và phanh, và không nên húc còi, là húc còi là sai rồi. Ở đây thì mình nên làm gì? Tức là mình nên đáp án một đúng và đáp án hai là mình không nên, và cái thứ ba là đúng rồi, mình phanh mà mình đi với tốc độ đi bộ. Họ bảo là mình phải tính toán cái gì nếu mà một người già giúp đỡ một người già họ qua đường ấy, thì là cái hiệp phá ban Tính toán những điều bởi gì khi vì mà đúng người rồi, qua khi nói đường? chung khi thấy người già đi qua đường thì mình phải tính toán, nên nhiều khi họ đứng lại đi thì họ đứng lại ở trên đường đi của mình ấy, trên phá ban ấy, rồi có chữ cái kia ra này đi rồi họ quay lại này, rồi họ đi chậm này, tất cả đều đúng. Còn người già thì khi nào ba cái đúng. Họ bảo ai được gọi là đầu xe thì là họ bảo là đáp án một đứng trước đứng tàu lâu hơn 3 phút là đầu là sai, tức là lắng Đầu về quá 3 phút, dừng đầu quá đầu dừng quá 3 phút. dừng quá 3 phút là gọi là đầu, hoặc là rời khỏi xe cũng gọi là đầu. Họ nào là họ bảo là ở đâu mình được phép
đầu phía bên tay trái của mình ấy, tức là khi mà ở bên phải có tàu điện nằm à, nãy phải đường một chiều mới được chứ hình. Tàu điện nằm bên phải nhưng mà không được rè bên trái à. Vô rách bắc can phê bô then thì đúng rồi đúng không? Thế tức là chỉ có ở đường ái dân ban thôi. Cái này cũng được này. Hình đúng không? Bởi vì khi mà tàu điện nó nằm bên phải bên trái rồi thì phải chạy sang bên bên phải rồi thì phải chạy sang trái mà đầu chứ. Mẹ em tưởng là chỉ có trung đường một chiều. Còn cái tên anh nghe cũng được. Cái tên được ở câu số 10 hồi là mình xem lại đi nhé. Ừ. Cái này thì ba cái này thì cả ba cái đều bấm. Không phải đọc. Họ bảo là như thế nào mình phải cái đường vượt của mình kết thúc. Tức là mình không nên vượt nữa không đúng không? Vượt. À tức là sau khi vượt thì mình nên làm gì? Ừ. Mình video là đúng giờ là đúng rồi nè. Đúng không? Ừ. Rồi vượt xong thì mình phải gió phọt ót mình về bên phải này. Câu thứ ba đích là sai rồi. Có chữ đích đứng đâu là sai rồi. Tức là hai cái xe đến đổi diện và cả hai đều muốn rẽ trái. Thì họ bảo là bây giờ như thế nào? Thì là mình chọn cái đáp án ngắn nên là đúng thôi. Rẽ trước mặt nhau. Rẽ trước mặt nhau là đúng rồi. Đến đây thì nhìn thấy cái biển này thì mình biết là không cần đèn đỏ, không cần đèn xanh thì mình cũng được phép rẽ. Nhưng mình phải đáp án 1 không dừng là sai. Đáp án 2 là khái n hai ly nhiên thì mình phải đứng trước ngã tư, đúng rồi. Hoặc là đáp án 3 cũng đúng. Án đe ly nhiên. Cả hai cái đều đúng. Tức là để đó mình phải dừng. Ừ. Đèn đỏ mình đi chứ mình phải dừng để mình xem xét đường xã như nào đã. Ừ. Chứ không phải là tức là làm gì để giảm tiếng động. Giảm tiếng đồng thì đi với số nhỏ. Rồi không cần thiết. Cái điều gì sẽ gây ra tiếng đồng? Đấy anh phải mai đúng đó, phải mai ra. Nhưng mà lên B xếp thịt cùng này. À cái này nó có cái chữ lên B xếp thịt cùng là nguyên nhân gây ra tiếng đồng. Ừ. Đúng không? Ừ. Hẳn là chỉ có tiếng đồng không là khác. Còn đây là có B xếp thịt cùng, tức là nguyên nhân gây ra tiếng đồng. Ừ. Mình hiểu rồi đi. Ừ. Đúng không? Tức là không cần thiết cùng tăng tốc và hỏng cái chăm sóc. Ok. Mình đi lên đường phó phát, mình thì được đi đầu tiên. Họ nói là ít pha rơ nạc đem pha gạt là sai. Phó đem bút là đúng rồi. Nạc đem bút là sai. Mình được đi đâu mà. Ở đây thì xe đỏ phải chờ thôi. Mình đang đi trên đường phó phát và mình muốn rẽ trái. Cái tàu điện nó cũng đang đi trên đường phó phát đúng không? Nó có cái biển giống mình. Tàu điện đi đầu tiên. Mình để Tara Sen Man đi đầu tiên. Thì Tara Sen Man đầu tiên xong thì đến X đạp Nick. Mình không được đứng trên đường ray là sai. Tắc to đi trước mình là sai. Ok. Đây là hình ảnh người đi bộ thì đó chỉ là áo. Đáp án 1 là sai. Đáp án 2 là cấm. Cấm xe đạp, xe mô pha vào đúng rồi. Và đây là một cái ái nền kêu vách đường đi bộ đúng rồi. Đây là cái combi là biển cấm đối. Phía trên là đường phó phát, phía dưới nếu mình đi rẽ. Tức là đây là đường phó phát nếu mình rẽ trái. Đúng không? Ừ. Mình rẽ trái thì là đường phó phát. Ven x đe phó phát ra sơ một x linh linh gen. Không được, cũng vậy. Tại sao phải lấy ớt? Đúng chứ rồi. Nếu mà mình rẽ trái thì mình bấm để mình phải xin xi nhãn sang trái. Đúng rồi. Nếu mình đi thẳng thì mình phải rách Blinken nó sai. Ừ. Rồi đi pha rích tung nạc linh ít về
Crazy Bad. Sai. Sai, bắt buộc không? Ừ. Ừ, trong trường hôm nay đúng một cái. Mình đi với đường ướt, có mình đi với An Hay Ngơ và đi trên một con đường nhỏ. Đấy, thì như... với một cái anh Linh Cover thì mình phải chú ý cái gì? Cái này là cái gì nguy hiểm, bởi vì là đường thì nhỏ, xong còn kéo cả xe, xong cái tầm nhìn không ổn định, tầm nhìn kém. Đó, thì mình phải chú ý là ich bleibe in Mitte fahr Steifen beschleunigt at wieder Übergang gerade. Tức là họ nói là mình ở dừng lại ở trên đỉnh ấy, cái chỗ cover ấy. Không phải cover. Và mình tăng tốc. Vì đợi tăng tốc khi Uber, tức là khi đi qua cover. Ừ. Là đúng. Đúng không? Ừ. Rồi mình giảm tốc độ trước cover là đúng rồi. Còn đáp án 3 là sai. Lên trừ điểm ở giảm phanh thì không đúng. Mình muốn đổi, mình muốn rửa xe. Ừ. Mình rửa đâu thì bảo vệ môi trường và đúng không? Ừ. Thì là ở cái chỗ và rửa xe thôi, auto vac chăn la cơ thôi. Ở đâu thì có thể đi nhanh. BKV mà đường khô và thẳng à. Mà không khi nào có thể đi nhanh BKV lên đường khô cái ra đơ mà khi nào thì break-in. À tức là khi mình đi nhanh trên đường gọi là khô thoáng nhưng mà vẫn mà nguy hiểm. Có nguy hiểm ấy. Ở trái thân. Đúng rồi, là gió, là đáp án một là gió mạnh. Đấy, start vin ra giải thành vin, tức là gió đập một bên hông xe mình ấy. Ừ. Là cũng nguy hiểm. Ừ. Rồi khi cái bánh xe của mình nó bị hỏng. Ừ. Rồi khi đột nhiên gió đổi trước mặt thì không sao. Ừ. Gió đến từ trước mặt nó không sao. Họ nói là mình An Hay Ngơ Winter Hapza. À, cái này là mình đi du lịch chứ anh. Ừ. Mình mùa đông người ta hay đến thường bờ biển ở 6 tháng 1 ấy, ví dụ thế. Ừ. Thì họ bảo là cái chuẩn bị cho cái cuộc khám xé chính của mình. Thì mình dựa vào hai câu này thì mình chỉ thấy là thế min ai su hai thèn thôi, dư thôi min thôi, chứ không thay được gì cả. Ừ. Đáp câu hỏi là cái phe lệnh man kê, tức là kém. Men kia là kém này. Mình thấy kém và nguy hiểm. An Hay Ngơ. À tức là cái An Hay Ngơ mà để ngoài trời lâu ngày ấy thì nó sẽ như ta hay này, nó sẽ xuống cấp như thế nào thầy, đúng ừ, không? Đúng ảnh rồi, hưởng đúng như rồi. Nào. Ừ. Thì trong ba cái hai cái đáp án này ấy, thì mình nhìn qua mình thấy cái câu thứ ba có chữ gió nen thì mình cho cái đó là sai. Còn hai cái trên đến đúng. Ừ. Thì đó là nhớ mèo như thế cho nhanh. Ừ. Tức là khi An Hay Ngơ để ngoài trời thì gió nen là sai, xong cái này thì họ nói là An Hay Ngơ này và cái dốc, mình thấy có An Hay Ngơ và cái phe lơ là cái dốc thì mình phải làm gì? Thì đáp án 1 và đáp án 2 là đúng. Ừ. Đó, coi như là mình thấy có chữ rê đơ lê ken ấy, mình để cái gì đó. Rồi cái phe stê lơ bơ rêm giờ thì im mơ đúng rồi. Ừ. Đúng không? Họ bảo đáp án 1 là ôn thơ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Ừ. Ở cái bình trước, cái đặt bình cái trước. Gì đó này nó chắc chắn. Tắc đường. Cái này chắc họ hỏi là để cho cái xe cứu thương, đúng rồi. Để xe cứu thương là sau đền này. Mình phải nẹp vào bên phải hay là bên trái đấy. Chắc ừ. là họ hỏi bên thế. Phải thôi. Để tạo đường cho cái xe cứu thương nó đi. Cái này thì mình nẹp về bên phải thôi. Ừ. Vai ta nạc rách ra sau. Họ bảo làm thế nào mình thấy có chữ grab stop sparen, tức là tiết kiệm nguyên liệu. Nhìn đúng không? Ừ. Thì đây chỉ có bấm vào chữ kích đau là được, bởi vì hơn nghìn câu hỏi chỉ có chữ kích đau đấy. Ừ. Thì ở đây là có nên vượt hay không chắc. Ừ. Cái này mình nhớ là mình không nên vượt. Đầu tiên là không nên vượt cái nào.
Kịch uy suy kịch là sai, đáp án hai sai nè. Cái câu thứ ba này nè, it's Taylor nạc đem ai xưa rơ vi đưa áo rai khen. Cái này đúng. Nếu mà mình vượt mình chắc chắn là cái chỗ mình vào nó đủ khoảng cách là được. Tức là mình phải có cái chữ kế hoạch, plan đúng là kế hoạch và vết sút tức là bảo vệ môi trường. Thì đã bán một là xui xao men đi với người khác này, mình tham gia giao thông công cộng này, rồi đúng không? Cùng đi chung xe người cùng, khác. Cùng là đi chung. Ở đây là, ô, hết rồi. Chỉ có sai câu nào không? Sai. Không sai, đúng 30 trên 30. Ok, nếu cả nhà thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được video mới nhé. Hẹn gặp cả nhà ở đây thi tiếp theo. Cảm ơn cả nhà.